Anh không biết
nói là biết được rồi, không biết chồng đánh cái đó mua được rồi. Để đi đánh đơn đi. Tao không có đánh đơn nha, đánh cái tội sơn là tao không chịu đánh. Vì anh này không bị đánh. Để tội sơn nó còn đánh. Đánh gì? Không biết nào cái gì. Không biết là chuyện như còn mình lấy đường á. Yeah.
có chút xíu mà chạy được. Ôi mệt quá. Tiếp.
Thích không? Thank you.
trời báo quá. Chết là sắp chết cái nào. Chứ mày chở được rồi. Mày về mày đánh được cho bò được chứ mày rồi sao đi chơi bẫy. Ai muốn anh vợ. Mới nè, thầy luôn. Anh Trí cũng hay quá em mệt. Cái gì nữa? Anh đỡ không nổi luôn. Trời ơi, cái bò này đặc quá. Ra ngoài xong rồi. Chút rồi thi đấu luôn. Cái hàng này phải chút rồi thi đấu luôn. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không đánh được. Thank you.
Ủa chứ mất nước chứ. Im. Tại sao bạn uống gì đây? Đi sang một tấm luôn. Bữa anh thảm Vinh á là cái đầu em là cũng như là bình thường nếu mà anh không có ướt nó là khi được ướt một cái là không được. Thank you.
giỏ thì không thấy vô gì nữa.